Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Giới tính rõ ràng. Có thích phụ nữ, có cảm xúc, nhưng bởi người ta không cho thôi. Ta cho là chơi luôn rồi đó, đúng không? Đúng không? Cho là làm luôn á. Làm luôn hết chưa? Thấy bánh ngon quá. Ngon không cưng? Ngon. Cho một cái ha. Dạ mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Ngon mà, xin cái thử. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách một cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai giới thiệu lớn lên. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hiến, năm nay mình 34 tuổi, mình sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là kỹ sư và công việc của mình là mình làm tư vấn giám sát cho một dự án ở quận 7. Em xin hết. Xin chào, em quên hình mới giờ, xin chào MC Quyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và gia đình hai bên. Rồi chào em Hiến hả? Dạ em kỹ sư giám sát công trình hả? Tức là kỹ sư xây dựng đó đúng không Hiến? Dạ kỹ sư xây dựng nhưng mà công việc là làm tư vấn giám sát. À mời nhà gái. Bây giờ tới phần giới thiệu của bạn gái nè. Em chào chị, em chào chú Quỳnh Linh ạ. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Thùy, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em đang làm kế toán. Mình sinh sống ở đâu cưng? Em hiện tại đang sống ở thành phố Thủ Đức ạ. Bên kia làm quận 7 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở đâu Hiến? Dạ em sống cùng gia đình ở Bình Tân. Trong gia đình thì có bao nhiêu thành viên Hiến? Có ba mẹ và có một em gái và có bà ngoại. Bà ngoại, bà nội. Ngoại và bà em gái nữa. Dạ. Mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Điểm mạnh của em á là em độc lập á chị. Em thích việc bếp núc á. Khuyết điểm của em là lúc em mệt á em sẽ quạo với người bên cạnh. Ai mệt cũng quạo và dĩ nhiên ai cũng muốn có người bên cạnh để trút hết trơn trọi. Không biết bên kia có chịu để cho người ta trút không nữa. Giao cưng. Thật ra thì tính của em cũng rất là điềm đạm. Em nghĩ là mình có thể là một cái điều gì đó do bạn gái bực chút nỗi lòng của mình. Thế có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em thích thể thao. Nếu mà trong thời gian rảnh thì em thường hay chạy bộ. Em có thể nấu được một số món ăn cơ bản như là món cua hoặc là món cà ri. Còn khuyết điểm của em là em thứ nhất là em cái giọng của em nó hơi nhỏ, hơi nhẹ. Và thứ hai nữa là cái tính của em đối với mọi người em khá là điềm đạm, nhưng mà đối với trong mối quan hệ bạn nữ em khá là khó tính, nên đó là lý do tại sao đến giờ này em vẫn chưa có người yêu. Mối quan hệ với phụ nữ hơi khó tính. Dạ. Em khó về vấn đề gì Hiến? Trong cái lần gặp đầu tiên với bạn nữ thì em hay xét soi xét, em hay nghĩ xa nên em cũng hơi lo lắng. Nghĩ xa hả? Dạ. Tức là em nhìn gần như nghĩ xa hả? Dạ, nghĩ xem hai đứa có hợp nhau không rồi về sống chung như thế nào. Cái đó không có xa đâu, đó nghĩ đúng đó. Dạ. Mà cái đó cũng đâu có gì đâu là gọi là khó. Đúng rồi. Khó là cụ thể như thế nào, có thể nói rõ hơn cho chị Lan biết không? Ví dụ như vậy nè, có những người rất là ngộ nha quý vị. Với bản thân mình thì mình rất là phóng khoáng, mình có thể đi đây đi đó, mình có thể đi chơi với bạn bè rất là vui vẻ, tụ năm tụ bảy được. Nhưng với bạn gái của mình mà làm cái việc đó thì mình lại không đồng ý. Nếu mà cái em mà có cái tính đó là nó không tốt á, có không? Cái tính đó thì em nghĩ em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ sửa đổi, sẽ thay đổi để cho bạn gái cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ cụ thể luôn đi. Về tình yêu á, là với cái khó tính trong tình yêu vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình đầu tiên là lúc mà năm lớp 6, lúc còn bé là mấy đứa bé hay chọc nhau ấy mà. Rồi đến bây giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào, bởi vì em hay được gia đình giới thiệu gặp gỡ đó, cũng chỉ là gặp mặt một hai lần ăn uống vậy là không đi tới đâu được ạ. Dạ. Nghĩa là em chỉ có mối tình năm lớp 6 thôi được hả? Dạ. Trời đất ơi, từ lúc lớn lên biết yêu này kia là chưa có người yêu luôn. Dạ chưa có. Dạ. Có nắm tay bạn gái nào khác giới chưa? Cũng muốn nắm tay lắm nhưng mà cậu không cho. Không cho hả? Chào em. Dạ chào chị. Chị nghe em nói cái chị tò mò quá, chị phải đi qua chị coi là không biết là cái ngoại hình của em nó có làm cản trở cái việc yêu đương của em hay không, nhưng mà rõ ràng chị qua thì chị thấy em rất là đẹp. Trời ơi. Tướng tá rất là ngon lành. Dạ, vậy thì theo em thấy là cái điều gì để nó cản trở cái chuyện yêu đương của em? Dạ em nghĩ cái nguyên nhân chính á là do cái môi trường làm việc. Em là làm trong cái ngành xây dựng á, đa số là các bạn nam không à, còn các bạn nữ thì không có. Và cái thứ hai là những bạn nữ mà em thấy thích á thì đa số bạn đã có người yêu rồi, có gia đình rồi. Sao em thích gì ác nghiệp với em không lựa người độc thân, em thích em lựa người mà có người yêu không vậy? Dạ nó cũng không có nhiều người để lựa, không có nhiều. Hồi đó đi học không có crush ai hả? Dạ đi học cũng một lớp của em đây cũng chỉ có khoảng là 3 đến 4 bạn nữ. Hay là do mình khó quá? Dạ em nghĩ
Chắc là nguyên nhân là như vậy. Coi như là bây giờ còn nguyên si trong trắng đó. Còn nguyên không? Nhà trai thiệt không? Thiệt. 34 đúng không? 34 tuổi. Trời ơi, 34 tuổi mà chưa bốc tem luôn là nguyên thấy hơi mệt. Nguyên thùng, nguyên kiện luôn. Không chừng quên luôn á. Không, em gì nói chơi vậy thôi, nhưng mà cũng chắc. Hả? Là sao? Dạ thì nó kiểu kiểu như vậy. Dạ. Là sao? Thì nó là như vậy. Không có chuyện đó tế nhị em cũng không. Sao gì đó. Cái vụ gì em nói lớn anh nghe cái vụ đó làm sao? Vụ nào anh? Vụ này em mới nói đó. Vụ mà còn nguyên si. Mình nói nguyên si chưa chắc nguyên si. Đã lỡ một lần rồi. Hả? Chưa. Có nắm tay bạn gái là lỡ một lần rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Dạ đúng. Có hôn ai chưa? Đó là hồi bé thôi, hồi năm lớp 6 á. Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Do lúc đó còn bé mình cũng chưa hiểu gì, với lại lớp 6 mấy đứa hay chọc nhau cứ nói là hôn đi thì làm luôn đúng không? Thì mình hôn thôi. Dạ. Trời, lớp 6 thì đường gì ông ơi. Dạ. Vậy hỏi thiệt là từ hồi đó tới giờ là mình chưa có một cái nắm tay nào mà gọi là có cảm xúc của con trai và con gái hết hả? Có cảm xúc, có muốn nắm tay bạn gái, có muốn ôm hôn bạn gái nhưng bạn gái không cho. Có là trong những lần gặp gỡ đó là bạn gái không mình không phải là gu của cổ nên mình không có cơ hội. Rồi tới thôi, 34 tuổi mà chưa có cái gì hết lận thiệt thòi đó nha em. Thiệt thòi đúng không? Được chưa? Giờ bà mối thấy nhà trai tôi ok chưa? Tôi thấy dễ thương quá không? Mà tôi hơi lo lắng. Lo lắng là lo gì? Tôi thấy không biết gì hết trơn. Giới tính rõ ràng. Có thích phụ nữ, có cảm xúc. Nhưng bởi người ta không cho thôi. Ta cho là chơi luôn rồi đó, đúng không? Đúng không? Cho là làm luôn á. Làm luôn hết chưa? Cái khẳng định giới tính một lần nữa. Tôi qua bên đây coi Thùy coi sao. Chào Thùy, mấy mối tình? Dạ, con cũng chưa có mối tình nào. Trời đất ơi, không có mối tình nào luôn. Có giống bên kia là hồi nhỏ nhỏ có nắm tay này kia không? Dạ không. Không luôn. Bên đây còn trong trắng dữ luôn hơn bên kia luôn. Chưa có một chút cảm xúc nào luôn á hả? À dạ em có chị, nhưng mà em tỏ tình người ta từ chối. Thật sự ác nghiệt kìa trời. Đúng không ác trời nghiệt. Trời ơi, một cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy mà nở lòng nào từ chối người ta. Bên nhà trai tôi thấy rồi đó. Mà mỗi thấy rồi. Em gái diễn tả thêm cái tiêu chí của em có giống nhà trai bên tôi không? Em thì chỉ cần cao hơn em. Chắc chắn cao hơn. Không quá mập cũng không quá gầy, tại vì em gầy. Được, rồi. Tôi nói mập ở đây. Nó là cân đối lắm, nhưng mà đúng là đừng nên nói mập ở trên cái sân khấu này. Mập nó đụng chạm nhiều người lắm, nó múp míp thôi. Còn tính tình sao? Muốn tính tình sao? Em thì chỉ cần hài hước thôi. À, vui vẻ hài hước đúng rồi. Cuộc sống mà không có hài hước nó cũng buồn lắm nha. Nói chung hai bạn này đến với nhau là mối tình đầu đó. Nhà trai ơi, dạ. Mình nghe tiêu chí nhà gái mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Em nghĩ là em có thể đáp ứng được 70%. Ủa gì ít vậy? 30% còn lại là phần hài hước hay sao? Thứ nhất là phần hài hước, và thứ hai nữa là trong quá trình tiếp xúc với cổ, nếu mà hợp nhau thì đó là cái phần trăm còn lại. Còn mình muốn nhà gái như thế nào? Thứ nhất là em thích người phụ nữ gia đình, cũng không quá cao, không quá mập, ngoại hình nói chung là cũng tương đối ưa nhìn. Có cái điều gì không thích ở nhà gái mình nói trước đi, chứ cái đó là cái điều mà cản trở em từ trước tới giờ đó. Bạn gái thì em không thích cái bạn gái mà quá là cá tính. Cái tính cũng giống như kiểu gia trưởng hay là không chịu thay đổi suy nghĩ á. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Ngày hôm nay em đi với lại bạn học cùng lớp với em ở đại học, và một cái anh làm cùng cơ quan với em. Rồi chào nhà trai. Em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Em là bạn của bạn Hiến. Thấy bạn nữ với lại bạn Hiến chắc cũng hợp nhau á. Hai bạn cho nhau cơ hội. Em có người yêu chưa? Dạ em cũng chưa. Em với Hiến thân nhau không? Hồi xưa thì cũng đi học chung. Thì nhậu chung, ở chung không? Ngủ chung không? Dạ không, bạn Hiến thì bạn đi làm ở nước ngoài nhiều. Mới về Việt Nam đây. Cảm ơn nhà trai. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái em và bạn. Chào nhà gái. Dạ xin chào chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam. Em là bạn của Thùy, bạn học từ thời cấp 3. Cũng bằng thân luôn đúng không? Dạ thân. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Trời ơi, kỳ lạ ta. Thấy bên kia hợp không? Dạ nãy giờ do không có dám nhìn qua. Giờ nhìn thử rồi, giờ nhìn thử. Bây giờ nhìn thử không? Chủ yếu là hôm nay em đi là vì bạn em, cho nên nãy giờ thì em nhìn bạn nam. Để có gì mình tư vấn cho bạn mình thôi. Rồi chút có gì tôi xin số điện thoại kia tôi làm quen đây luôn được không? Dạ rồi, cảm ơn em chú trai. Nguyên Linh. Em nhìn qua đây có thấy hợp không? Tôi thấy mặt ổng đỏ ké rồi. Biết đâu nha. Rồi bây giờ mình nhận xét về bạn nam như thế nào nè? À, dạ, theo như nãy giờ bạn thể hiện thì mình thấy là bạn cũng khá phù hợp với lại Thùy. Về các yêu cầu của bạn nam đặt ra, Thùy cũng phù hợp khá nhiều, có thể là trên 80%. Thùy là một cô gái biết quan tâm nè, nấu ăn ngon, là một cô gái của gia đình đó. Để tiến tới đó là chuẩn bị có một cái người bạn trai hoặc là cái người bạn đời của mình trong tương lai. Cô gái của em đã chuẩn bị đầy đủ về mặt lý thuyết rồi, chỉ cần đợi một chàng trai hợp để mình thực hành thôi. Chuẩn bị sẵn về mặt lý thuyết rồi nha.
chỉ có thực hành thôi đó. Mà bên đó thì cũng chưa có kinh nghiệm để thực hành luôn. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt coi sao nè. Kéo rào. Mình chuẩn bị tinh thần nha. Đừng có soi quá nha Hiến nha. Tôi hồi hộp quá. Anh có một ít quà mà ông gửi anh Quyền Lê, Quyền Linh. Dạ. Có rồi hả? Dạ có. Cảm ơn nha. Gửi chị Ngọc Lan. Ơi, chị cảm ơn em. Và gửi bạn nữ. Cảm ơn. Do chương trình báo cũng gấp nên em không có chuẩn bị đủ nguyên liệu á. Nhưng mà em có làm một ít bánh tặng anh. Cảm ơn em. Anh rất thích bánh. Bánh gì vậy? Làm bánh gì vậy? Em làm bánh quy mơ ạ. Tự em làm luôn, tự vô gói, đóng gói luôn hả? Dạ. Không, chị bỏ cho thôi, cũng không có gì. Cái này là bán được luôn, vô siêu thị được luôn rồi đó. Hôm qua em chuẩn bị thì nguyên liệu nó cũng không có được đầy đủ nên. Ôi, vậy là đẹp rồi đó. Mở nha. Để em mở cho. Mở đi, mở, ăn coi. Quà của người ta mà đòi mở quá. Thấy bánh ngon quá. Thật ra em có chuẩn bị cho chị với lại chú Quỳnh Linh nhưng mà hồi nãy vội quá em không có mang vô được. À, vậy không sao. Em có muốn mở quà bạn trai. Ngon không cưng? Ngon, cho một cái ha. Dạ, mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Ngon mà, xin cái thử. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nhà trai tặng gì cho nhà gái vậy? Dạ, một cái bóp ạ. Bỏ tiền vô. Cho tiền đi. Bỏ tiền nó mới may mắn nè. Đem tiền bỏ vô. Ok anh. Trời ơi, tôi ăn cái bánh mất 5.000 nội. Anh xin phép anh gọi vô giúp em. Dạ. Em nhận được một cây son nữa hả? Anh gỡ nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Trời, tỉ mỉ quá, chàng nhà trai tỉ mỉ bánh quá. Bánh quá, còn cái nữa nha. Dạ, xin anh tự nhiên. Bánh rất là ngon, rất là thơm. Quá. Mình đang làm MC. Ok. Ăn gì ngon quá. Dạ, em ăn rồi rất là ngon. Rồi. Nhưng mà hả? Mình không ăn uống gì nữa hết. Hả? Một chút xuống sân khấu. Không, nè, có bánh ngon lắm. Đừng làm nhục nhau như vậy. Ủa này làm lâu không vậy Thùy? Dạ, em làm chắc là 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ, làm bột thì cũng nhanh nhưng mà em đợi nướng thì cũng lâu. Không mà ngon thiệt á, làm bằng bột gì vậy? Dạ, bột mì chứ. Bột mì hả? Ủa làm sao mà bánh nó giòn nó ngon? Cho miếng nguôi. Trời ơi, chuyện tiếp thì ngon quá. Em tên là Thùy. Quay ghế qua cơ. Công việc của em là gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán ạ. Vì tính chất nghề nghiệp của em nên đôi lúc em cũng hơi khó tính ạ. Đến cái mùa báo cáo của em á, em rất là stress. Em không có thời gian nấu nướng hay gì hết. Cái thời điểm đó thì em cũng hay tăng ca. Nên là lúc đó em rất là dễ quạo. Anh cũng hiểu cái thông cảm với nhà kế toán này. Nó sẽ rất là áp lực vào cái những cái tùy mà thanh toán lương lậu của khách hàng. Vậy. Nhìn thẳng thì vô, hai đứa ngồi đối diện. Cái đó là anh hoàn toàn anh thông cảm và nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc là có thể giúp đỡ vậy trong cái lúc mà em khó khăn như vậy thì anh hoàn toàn mong đợi. Thì công việc của anh thì nó cũng như vậy, thì sẽ có những lúc mà anh phải tăng ca, phải chờ phải, nhưng mà nó không áp lực bằng công việc kế toán. Cái đó là anh hiểu. Hẹn hò sao tuần mấy lần? Nếu mà mình có cơ hội, em cho anh một cơ hội để mà được hẹn hò với em á, không biết khi nào em có điều kiện, có thời gian rảnh để anh được chở em đi hẹn hò đi chơi. Hiện tại thì gia đình em rất là ủng hộ nên là anh cứ hẹn thì em sẽ có thời gian thôi. Anh thấy em rất là xinh xắn và cũng tính cách cũng rất là hiền. Anh cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta cho nhau một cơ hội và tiến tới với nhau. Và anh rất là trân trọng những điều đó. Hiền hỏi ví dụ mà làm dâu được không Hiến? Làm dâu thì thật sự ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng làm việc gia đình đó, nên khi mà nếu mà em làm dâu bên nhà anh á là em không phải làm bất cứ thứ gì hết. Bà của anh thì cũng có người chăm sóc. Còn nếu mà em muốn trong thời gian ở, em muốn ra riêng em ở thì ba mẹ sẽ chiều lòng con cái thôi, anh thì không vấn đề gì cả. Hiến có nhà riêng không Hiến? Dạ có, thì trong quá trình đi làm thì em cũng tiết kiệm, cũng có mua nhà. Dạ có rồi hả? Giỏi quá. Trời ơi, quá giỏi rồi, vậy ngon rồi. Nhà của Thùy là có mấy anh chị em? Em thì có ba chị em gái ạ. Ba chị em gái luôn? Dạ, em thứ hai ạ. Thứ hai? Chị em và em gái em thì đều lập gia đình hết rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn mình em chưa lấy nữa hả? Dạ. Rồi sẵn làm luôn, gọn luôn được rồi đó. Dù hai đứa lấy nhau bàn bạc coi tiền bạc ai giữ như thế nào. Ta làm kế toán người ta giữ tiền luôn chứ. Đúng dạ rồi. Không. Em không thích giữ tiền. Em không thích giữ tiền đâu. Ý giữ đi. Em thích là bạn trai cũng có biết cách quản lý tài chính của bản thân mình và đều có cái quỹ chung của gia đình. Không biết đâu, giữ đi. Giữ tiền đi.
Anh muốn người phụ nữ của anh giữ tiền hay là mình tự quản lý cái tài chính của mình ạ? Thì nếu mà em thích thì em giữ tiền, anh hoàn toàn ủng hộ. Không được trả lời nước đôi, trả lời là thích hay không thích, muốn hay không muốn, muốn ai giữ tiền. Yeah. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em là tài chính là bạn nam nào cũng tự chủ được, và anh nghĩ là trong nếu mà anh có cơ hội đến với em, anh sẽ cố gắng làm để có thể lo được cho em, để mà cái tài chính càng ngày càng tốt hơn, để quản lý tài chính để sao cho mình có một cái tương lai tốt sau này, kể cả chuyện con cái. Còn về vấn đề giữ tiền thì em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể, anh hoàn toàn ủng hộ. Tại vì em ngày ngày em làm việc với số rồi nên là đến việc gia đình em cũng giữ nữa thì em cảm thấy em tham nhiều quá và em sẽ bị stress, em sẽ trút giận lên người anh chẳng hạn. Không có người phụ nữ nào mà nói tôi giữ tiền nhiều quá tôi bị stress hết trơn á. Suy nghĩ lại đi cưng. Với con thì tiền chỉ cần đủ là được rồi, không cần quá nhiều, không cần... Nói nghe nè, mình giữ tiền cái mình có con sổ mình ghi ra, ví dụ như chi tiêu gì mình ghi ra. Cái người phụ nữ quán xuyến gia đình nó dễ hơn. Dạ không chị ơi, em mất bận là... Đúng rồi. Không phải, em mà giả sử như em quên mất một cái số tiền nào đó thì em sẽ suy nghĩ xong em mất ngủ. Giả sử như hụt một cái số tiền nào đó thì em sẽ ngồi em suy nghĩ xong rồi cái em mất ngủ. Mà tin chị đi, em đẻ một cái là em muốn giữ tiền liền. Vậy là em không muốn giữ tiền đúng không? Dạ, nhân cơ hội này nhận ngay quyền đó em. Nhân cơ hội này hỏi những người phụ nữ hãy luôn luôn nói điều đó với tôi nào. Thật ra em cũng không, em bản thân em cũng không muốn nhận giữ tiền của bạn. Vậy hai đứa đưa tiền đây chị giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho, tôi chi tiêu rõ ràng lắm. Hai đứa mà không muốn giữ tiền tức là hai đứa phải cực kỳ giàu. Anh tình nguyện giữ tiền cho hai đúng. Đứa để chị giữ cho. Để anh giữ cho. Để chị giữ cho. Em cũng muốn bạn nữ có một cái tài chính độc lập để bạn có thể lo cho gia đình hoặc là lo cho con cái hoặc là có một cái gì đó sau này nếu mà gặp trục trặc gì á, nên em đó là lý do tại sao mà em không muốn giữ tiền. Nãy giờ là trêu ghẹo thôi. Không ghẹo. Không ghẹo. Đưa lấy thiệt á. Đưa lấy thiệt nhưng mà là ghẹo thiệt. Hai bạn này thì rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc, chắc chắn luôn, ai giữ cũng được. Bây giờ tiến tới Hiên. Đấy, nắm tay Thùy. Anh xin phép gia đình bạn nữ và anh xin phép em được nắm tay em để cảm nhận hơn về cái tình cảm của anh dành cho em. Hay quá. Dạ. Yeah. Anh xin phép được nắm tay em. Nắm bàn tay của em, anh thấy được cái sự chân thành, tình cảm trong đó. Anh là một người đàn ông trưởng tràng và anh có thể lo được cho em và gia đình sau này, và anh sẽ tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Điều đó là em hoàn toàn tin tưởng. Em cũng mong anh làm được những điều anh nói trong hôm nay. Anh sẽ làm được. Thôi trở về vị trí nào. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Lắng lòng lại một chút xíu, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn chính thức hẹn hò với nhau. Đấy, nắm tay nhau đi nào. Nụ hôn đầu đời coi nào. Anh biết là em rất là ngại và yeah. Và anh thực sự đây là lần đầu tiên anh nắm tay bạn gái cũng phải gần 20 năm rồi, và anh có lại cảm giác này, anh rất là trân trọng. Thì anh rất muốn được hôn lên má em. Em có thể cho phép anh được làm điều đó không? Dạ. Okay, cảm ơn em. Tuyệt vời. Để nguyên chưa? Nụ hôn đầu tiên nó phải lắng động chút xíu. Hiến, từ từ nào. Từ từ, nhẹ nhàng, để nguyên, không có hửi như vậy được. Nào, để nguyên. Bánh này ngon lắm. Đừng có xin nữa của người ta. Không có, không có xin. Hiến cầm cái đi. Hai cái. Để cho Thùy cầm cái. Đó, ăn bánh đi. Để nguyên. Mời bà mối ăn bánh. Bánh tình, bánh nghĩa. Này, từ nãy giờ. Bánh phu thê. Mời tôi ăn bánh. Ăn cái bánh hôm nay. Yeah. Nhớ ngày đặc biệt này nhé hai đứa. Trong giây phút này anh còn hạnh phúc lây cho tụi em nữa. Những cái lời anh nói á, nó làm rung động trái tim hàng triệu người. Không riêng gì Thùy đâu. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi tặng quà đi em. Trả bánh cho người ta. Hả? Trả bánh. Đừng làm vậy. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống nha.
Và cảm ơn chú Quỳnh Linh, chào cảm ơn chị Ngọc Lan ạ. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, tưởng nó quên. Trong tình yêu không bao giờ quên được bánh đó. Vừa thơm vừa ngon, giống như tình cảm của hai bạn đó vậy. Đúng đó rồi. Quý vị thân mến, với cặp đôi đầu tiên này, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau, làm chúng tôi hạnh phúc lây. Và chắc chắn rằng chúng ta xem truyền hình cũng cầu chúc cho cặp đôi vừa rồi, họ sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến quyết định về chung một nhà. Và bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đứng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự chọn, tự nấu thứ. Thế có hai người sau này mình cùng nấu dư để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Mời nhà trai. À, xin mời anh ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm, giấy khai sinh thì là sinh năm 1954 nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim, quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai, tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói. Và trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Về hôn nhân của tôi, năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô ấy viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái, ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để cho cuộc sống nó vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Chú cầu xin văn bản luôn ạ. Cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang về chú ha. Trời, chú viết thành văn bản luôn á hả? Có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Văn bản đó mình giữ nha. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Cháu chào chú ạ. Cô Ngọc Lan chị Sáu. Cảm ơn chú. Chị Sáu. Cảm ơn. Trời tiếc quá con không biết hỏi Sáu. Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, ba lỗ này bịt kín, ba lỗ, sáu lỗ này là sáu ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô, rê, mi, fa, son, la, si. Từ từ mình sẽ tìm cách, mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ.
Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào bạn anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959, hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện tại quận Tân Bình 33 năm và tôi cũng đang nghỉ hưu, hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Yeah. Cô hơi run, cô run lắm, cô nói chuyện giọng rất là run. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Nè, gia đình mình có mấy cái người con rồi? Tôi lập gia đình từ năm 86, nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2003. Chắc là thôi, chuyện cũ mình cũng bỏ qua ha. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi, mà mình nay cũng lớn tuổi rồi. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất á, thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ. Cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên. Vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy, nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị... Dạ. Tan vỡ. Thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu, không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá, rượu bia gì không? Không có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy, hai chục năm này. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không dạ. Gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ, yeah. Tâm sự với nhau, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời, yeah. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không nhà gái? Dạ, yeah. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau, cùng già nhau, về chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, lại làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% hả? Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý mọi tình huống trong gia đình. Thì là nói chung là người đùm bọc, chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử. Nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Dạ. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao tức mà? Là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chính trị thì vô cấp cơ sở. Rồi, hay quá. Vậy là quá khéo léo luôn. Dạ. Rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ, đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. À trời. Rồi mời đại diện nhà gái ơi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Cháu cũng dám nói gì nhiều đâu. Cháu chỉ nói như đó thôi. Rồi thôi mình mở rào. Dạ. Đi. Dạ mở rào. Xa nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Anh thân em bộ hoa. Dạ. Để thể hiện tình yêu. Dạ, em cháu có chút quà ạ. Em cũng có rút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, em có tuổi. Dạ. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy
cái gọi là niềm vui ban đầu. Dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được. Cái này tôi cái này quen rồi. Cái này tôi đua, cái này tôi rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Nó chơi rồi chứ. Hồi hộp lắm nhưng mà thổi cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương, như là do bác Đinh Thìn, bác ấy phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Và nhịp tim thay đổi đúng không? Anh cười lên sao chú? Dạ. Thôi giờ mình hát tặng nhà gái được không? Rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản. Có luôn. Có văn bản. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Cô có thể không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao, nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là xin khất được không ạ? Chị mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thế thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. À. Ừ. Cũng muốn là cái điểm là người bạn và người tri kỷ về tuổi già, cho nhau chén thuốc chén cháo lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, rồi lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy, đừng nên sống lủ thủ một mình. Yeah. Nên có một người vợ tri kỷ. Yeah. Sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Vâng. Anh muốn chúng ta sau này sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này. Anh có gia trưởng không anh hả? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Dạ. Hiện nay là anh đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Một mình. Yeah. Một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa, tôi làm miếng nấu. Nấu thì nấu được, nhưng mà nấu một lần ăn cả ngày. Mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính. Yeah. Sức khỏe mình chính. Yeah. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch, nên phải tự đi chợ, tự yeah. chọn, tự nấu thứ. Yeah. Thế có hai người thì sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Hôm qua đây là cũng là cái duyên. Anh em mình gặp nhau, trao đổi như thế vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau. Mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ. Trong cuộc sống thì lo tri kỷ, lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc, viên men hay là chén cơm, chén cháo khi bệnh, khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch. Đó đây, không ngại. Bên nhà gái thấy nhà trai gì hợp lý không? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Cũng hợp ha. Dạ, trên 70%. Hơn 70%, giờ chú thấy nhà gái sao? Chú cảm nhận được là 90%. 90%. Thôi bây giờ mình liên tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó. Nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Yeah. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ. Yeah. Để sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Ôi. Thật lòng mà nói
đi các cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. À, cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới, rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Gặp nhà gái xong cái mình bàn, xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được. Được ha? Ok. Vậy là ok ha? Ok. Dạ. Chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời vậy luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại nhờ chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau, để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú, mẹ con sinh năm 1956. Ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa, và một phần cũng là do con. Con không đồng ý chuyện đó cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi. Mẹ không có người nào, con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quyền Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi. Không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trở trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thật ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh. Thôi, chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn trong cuộc sống này. Đến tuổi này thì chúng ta cần rất rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi. Đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới với tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt đó nha Lan. Hãy tìm cho một người đồng hành. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn? Có, em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ càng luôn. Rồi em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không thì không? Em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có người sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à. Em kỹ lắm. Lý do tại sao nhiều hoài vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em à. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay em 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À, rồi dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Loan.
Em năm nay 36 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Rồi đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có, bệnh viện không? Làm 2-3 năm rồi. À rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà. Không có thời gian làm trong. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con rồi ha. Ngon ngon đó, ngon. Ngon đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? À, em sống với ba mẹ với lại bà chị nè. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? À, mẹ em là 69, ba em 68 ạ. Rồi, vậy là lấy vợ về có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Chị em có căn hộ á. À, cho em nửa căn rồi, còn nửa căn em đang chạy em làm em góp em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi. Ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ thì trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn, làm tổ ấm cho riêng mình. Gần hết rồi. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi, nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm không nha, chưa thấy nghe khuyết điểm. Khuyết điểm em thì em có hút thuốc á, với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn đó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Còn cái khuyết điểm của em á, giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á. Giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là những cái ấy thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ. Ai nói mình già? Ta còn mơn mởn dễ thương vậy mà kêu già. Đừng có nói già, đừng chạm người đó. Đó mới già nè. Hả? Đó. Đừng có nói nha, tôi chưa già. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm. Dạ. Đây mới có chút xíu à, trẻ măng à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à. Bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo điều đó đúng không? Thì tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ xem luôn. Ủa sao mà chia tay hai mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á, đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, quen mình... mấy năm? Dạ, quen 2 năm tính ra trường cưới. Quen 2 năm mà sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đậu Phật, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo này nó giữ đi, mà bên nhà gái khó tính quá. Rồi lại giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Hợp lý. Em học ngành y vô bộ đội mà. Rồi về em mới học thêm. Dễ thương quá à. Là nhà gái rất là dễ thương nha. Nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh á. Quan trọng nha anh đúng không? Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình chia 20 năm cũ quá cũ luôn. Quên luôn. Không có chuyện người yêu cũ, người yêu mới thôi. Mà rất là dễ thương, nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ, em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Anh, bây giờ nè, mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Phải có một mối quan hệ nghiêm túc, không có bắt cá anh. Bắt gì ta, hai mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Yên tâm, còn gì nữa không?
có cái gì mà em không em ghét luôn, em ghét ở đàn ông không? Dạ là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ với lại cái lăng nhăng nữa. À vô tâm thì để hỏi lại nha. Không em ngành ngành ơi em tâm em có tâm năm em tâm đức em có. Cái tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho tâm bạn, bạn gái mình là khác. Rồi em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Con là sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng rửa à. Em kỹ lắm. Anh là khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ. Con bấm tôi bấm á, tôi nói trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu nhiều người thích chị sao? Hồi hồi đừng suối. Bà mối thì suối dại không? Cái là mối người dành mối. Dạ mắc cười quá. Dễ thương á. Có duyên lắm đó nha. Mình đi với ai? Dạ em đi với dì của em. Dì à? Dì ruột? Dì Út dạ, hả? Dạ, chào dì. Dạ, chào dì. Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dì Út thấy nhà trai sao dì Út? Mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó là nó không có giống như người ta, đụng ai cũng quen. Nó thấy không được là dù người đó có thích nó cũng lơ à. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Rồi. Cảm ơn dì Út. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Tôi xin kính chào MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người có hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô xử chết không ai cưới nó. Rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu hôm nay á mà bạn gái hôm nay cô thấy cũng được, xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội, cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Cô nhà cô còn con trai hết rồi, có mình nó thôi mà. Trời giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Nhờ chương trình này á làm cầu nối á mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. Nhà cô thì có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ơi ngon lành. Phòng vé máy bay cấp 1 á. Rồi cảm ơn cô. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? Đơn giản lắm. Cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Nói chung là kỹ, sạch sẽ đó. Vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Còn nấu cơm, nấu nước rồi này kia. Em bộ đội em nấu được rồi. Giặt quần, giặt áo cho con cái thì được. Trời ơi, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không chứ ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Cao thấp, mập ốm gì không? Em 1m8. Bé đó 1m5 trở lại được rồi. Được. Nhà gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ xinh lắm. Dạ vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Thôi đi. Anh em bông. Ừ mà em đừng cầm dơ lắm. Để anh cầm luôn. Bên đây ạ. Dạ. À, bên đây ạ. À. Cảm ơn anh. Đầu tiên gặp là thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng. Có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Mở có gì Quân? Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách là nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Rồi, để dạ, dạ, đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Em cũng muốn hỏi anh là anh cũng nói anh ở Thủ Đức, vì anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À, khu lịch Suối Tiên. Mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À, vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái đúng gần rồi, đúng bệnh rồi viện mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại giờ em làm trong khu công nghệ cao á. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi. Em mới đi ngang bên đường đó có phiên trường. Dạ. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau
nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó, quan trọng là mình hiểu rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ anh thấy em sao anh vậy ạ? Dạ anh thấy em sao ạ? Có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cái mẫu người anh đăng ký, anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh đó. À, em cũng cái mặt cũng giống kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Nhưng mà ý là thấy người ta có... thấy được xinh đẹp người kia. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? Vậy em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Dạ em nghĩ là không làm dâu được. Mình giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng. Nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt, rồi mẹ chồng cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Dạ, ở với mẹ chồng lo hết. Con cái có mẹ chồng ấy nè. Bà nội lo luôn. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em cảm ơn. Xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chú đáo chưa? Đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh bờ quan đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chỉ xa xôi, em biết không em ơi, I love you. Được quá Quân, được. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Đáp lại liền em. Mình đâu để mình lép vế như vậy em. Em cũng hát không có hay nhưng mà thôi. Anh nghe là được. Đến rồi, chương trình thì em cũng hát một xíu hơi dành cho khán giả trong trường quay, cũng như là nhảy em đâu biết nhảy nhiều đâu. Thầy các bạn hát. Miền Cần Thơ gáo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bánh Cần Thơ. No. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chưa em, hết chưa em. Về Sa Đéc hay là về An Giang. Hay quá. Em mà hát xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Trời ơi, mà dễ thương quá chị. Em về nhà em vui cười, em hết xẻo luôn á. Bây giờ nè anh hỏi nè. Dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bắt mạch anh biết liền. Nó đập 100 vậy đó. Lên quá rồi ha. Đó. Dạ. Thôi được rồi, về đi. Vậy là mình thể hiện đủ cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức, đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Hả? Anh nắm tay em cái nha. Đó, vậy đó, đang tay vô. 20 mấy năm rồi, chưa nắm tay phụ nữ. Mình cảm giác sao Quân? Lâu lắm rồi, cái mình không có quen ai á. Giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống gì hiểu không? Hỏi gì má đi. Con dâu má nè, thấy không? Mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á, thì cho con hết ế chứ bốn mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Mấy đêm nay con mừng con ngủ đâu có được. Con mừng á, con không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ cô đã ghi thiệp hết rồi đó. À,
Cô đã làm danh sách hết rồi đó. Vậy đó hả? Lo trước lo xa vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi, mình an tâm. Rồi em gái, cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Dạ. Thôi em được rồi. Được rồi, nắm ra gì được rồi ha. Được không? Được rồi. Rồi em hùng tay đây. Dạ. Hửi không thấy hùng một chút xíu nào hết trơn. Hai mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình ạ. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho anh chị. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng rằng những người đang đi tìm nửa mảnh ghép của mình hãy mạnh dạn đăng ký với tôi để chúng tôi có thể tìm cho quý vị một người rất là hợp để chúng ta có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.